xin chớ su lịnh. Chớ vì bần hàn mà tự ti, chớ vì giàu có mà kênh kiệu. Hãy đối xử với mọi người xung quanh với thái độ nhất quán. Trong giao tiếp với người khác, chớ nên phân biệt đối xử theo tư cách, địa vị, nghề nghiệp hoặc điều kiện sống của đối tượng. Người được coi là có kinh nghiệm giao tiếp có một đặc điểm nổi bật là dù cho tiếp chuyện với ai cũng đều tỏ ra cung kính, lễ phép như nhau. Bất kể ngồi trước mặt là một cô nhân viên hay sếp trong công ty thì thái độ ứng xử cũng vẫn như nhau, chỉ phân biệt chút ít trong cách xưng hô thân mật. Ví dụ, với cô gái thì cười, xin chào. Với sếp thì chúc buổi sáng tốt lành, cộng thêm nét mặt cung kính hơn. Cho dù ai đó đảm nhiệm chức vụ gì, làm công việc gì, thì nói cho cùng cũng chỉ là sự phân công xã hội. Chẳng nên vì thế mà hạ mình hoặc tỏ ra kiêu căng hậm hĩnh. Nguyên tắc ứng xử cơ bản là đối xử bình đẳng. Chỉ khi hai người coi nhau ngang hàng với động cơ thân ái, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau thì cuộc giao lưu mới có thể thu được thành công. Tiểu Lưu có thói quen hách dịch, xét nét đối với các cô nhân viên trong công ty. Với đồng sự thì coi thường, với cấp trên thì lại khúm núm khép nép. Vì thế hình tượng của anh ta trong con mắt các cô không được tốt đẹp. Đồng sự cũng coi anh ta chẳng ra gì, còn cấp trên thì cho rằng con người đó chỉ biết a dua, su nịnh. Nếu sử dụng cách cư xử phân biệt theo địa vị của mỗi người thì chính bản thân ta sẽ bị người khác khinh rẻ. Người với người vốn bình đẳng nên tự trọng, nhưng xin đừng kiêu ngạo. Kính trọng người khác nhưng chớ nên khúm núm, bợ đỡ, giúp đỡ người ta nhưng chớ kể ơn. Nhận sự giúp đỡ của ai đó thì chớ nên ỷ lại, dựa dẫm, phê phán người ta, phải bằng thái độ chân tình và tôn trọng. Tiếp thu phê bình với thái độ khiêm tốn, thành khẩn. Kể cả khi người ta phê bình chưa thật chính xác thì cũng đừng có để bụng. Đáng tiếc là trong thực tế xã hội còn tồn tại nhiều mối quan hệ bất bình đẳng giữa người với người do khá nhiều nguyên nhân khách quan gây ra. Không nên có sự phân biệt cao thấp, sang hèn về nhân cách. Nếu vì lý do nào đó mà để xảy ra sự bất bình đẳng thì sẽ ảnh hưởng đến thành công của giao tiếp. Giao tiếp muốn thật sự thành công phải xây dựng trên nền tảng tự nguyện, mong muốn và hỗ trợ lẫn nhau, bù đắp cho nhau. Nếu như một trong hai người cho rằng trình độ của người kia quá thấp, nói chuyện với họ chẳng bổ ích gì cho mình thì hiển nhiên cuộc giao lưu đó không thành công. Nếu hai bên đều đặt đối phương vào vị thế ngang hàng, chắc chắn sẽ gặt hái được ít nhiều thành công trong giao tiếp. Bạn cũng chớ tự coi mình ở tầm cỡ thấp hơn. Kỵ nhất là trong giao tiếp mang lại ý nghĩa tự ti. Lúc đó cách nhìn nhận của bạn sẽ mất tính chân thực, không dám nói thẳng ý nghĩa thật lòng trong lòng mình, gây ra tình trạng khiên cưỡng, bế tắc trong giao tiếp. Trong đời thường, chúng ta không gặp ít người quen có thói quen khom lưng uốn gối, xung xoe nịnh bợ những kẻ có chức có quyền. Không thể coi mối quan hệ của họ là giao tiếp bình thường mà là một sự chà đạp lên nhân phẩm, bán rẻ lương tâm để kiếm chút lợi lộc từ đối phương. Thực tình, một số công trình nghiên cứu tâm lý học đã cho biết, người kiêu căng hậm hĩnh thường xuất thân từ hoàn cảnh hồi nhỏ bị người ta ức hiếp, nung nấu trong lòng mối hận đời, ấm ức. Rất có thể anh ta không được hưởng tình cảm đầm ấm dịu ngọt của gia đình, nên thường chọn cách ứng xử là chửi bới, lăng mạ người khác để giải tỏa bức xúc trong lòng mình. Đằng sau ánh mắt giận dữ lạnh lùng đó lại thường ẩn chứa một trái tim rớm máu rất đáng thương. Còn những kẻ quy lụy, xung xe, tự đánh mất phẩm giá và lòng tự tôn của mình
lại chứng tỏ họ là những người kém tự tin và đang muốn tìm kiếm sự cân bằng tâm lý. Nếu ai đó đủ thực lực, tự tin vào bản thân mình thì cho dù giao tiếp với ai cũng không rơi vào tình huống gượng gạo khó xử. Cho dù đối phương là ai cũng đều ứng xử một cách bình đẳng. Đó chính là người có kinh nghiệm giao tiếp. Chỉ khi anh ta dành cho người khác một thái độ cư xử tự nhiên, bình dị thì mới có được sự tôn trọng lẫn nhau, xác lập được tình bạn chân chính.